Damcu là một điểm đến nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng, nơi đây cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 18 km, là điểm khởi nguồn của hành trình khám phá cao nguyên Lâm Viên. Với khí hậu mát mẻ và trong lành của cao nguyên và chất lành lạnh kết hợp với làn sương huyền ảo giữa rừng nguyên sinh, tạo nên một khu du lịch sinh thái Damcu thật thú hút. Đêm rượu cần men say, tôi như say tiếng cồng chiêng. Còn gì tuyệt vời hơn khi các học viên đến với khóa Thanh Lọc Thân Tâm diễn ra từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, được thả bước hình thành trên những vật hàng đá, hòa mình vào thiên nhiên cao nguyên và thực hành trọn vẹn 5 ngày Thanh Lọc Thân Tâm tại nơi đây. Con thú về lang thang rồi đi xa thấy nhớ. Hello, nhớ Esu, nhớ Krông Na. Có một phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động không dùng thuốc, sống thuận tự nhiên, giúp phục hồi và chuyển hóa các bệnh mãn tính nan y. Đó là phương pháp thanh lọc thân tâm, chuyển hóa bệnh tật, chuyển hóa môi trường. Cha đẻ của phương pháp này không ai khác, đó chính là bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ y khoa, tu sĩ, thầy Thích Tâm Thành. Hạnh phúc của mình à, nó có tồn tại mãi không? Thì quý vị cũng không. Nhớ là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Vậy thì nếu cái nào mà nó phát triển mạnh mẽ, tức là cái đó mình đang nuôi dưỡng nó tốt. Nếu cái nào mà nó không phát triển mạnh mẽ, tức là cái đó mình không nuôi dưỡng nó. Kết hợp kiến thức cả ngành y dược Tây Phương cũng như Đông Phương, đặc biệt trên nền tảng thiền học Phật giáo ứng dụng. Hơn 15 năm qua, thầy đã hướng dẫn các khóa tu học, khóa thanh lọc thân tâm và hội thảo vòng vành thế giới. Không những cho người Việt hải ngoại mà còn cho người Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Tiệp Khách, Úc Châu. Đặc biệt là các khóa dành cho bà con quê hương Việt Nam thân yêu. Đến với khóa thanh lọc thân tâm, học viên sẽ được trải nghiệm với việc đi dinh dưỡng vào cơ thể và là sinh hoạt khoa học dựa trên quy luật vận hành của vũ trụ. Học viên sẽ được hướng dẫn cách vận động để thiết lập lại trật tự cân bằng đối xứng, giúp cân bằng lưu thông khí huyết trong cơ thể và kích hoạt nội tạng hỗ trợ cho việc thải độc ra ngoài. Là chim em sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ âu sang mây ước yêu thương cánh đồng. Là các buổi sáng trưa chiều cũng vì tham gia khóa thanh lọc thân tâm, được chế biến từ rất nhiều loại rau củ quả, dựa vào thông tin bệnh lý và học viên cung cấp khi tham gia khóa thanh lọc và ban tổ chức điều chỉnh lượng nguyên liệu nhiều hay ít giữa mỗi người khác nhau để có thể tác động tối ưu trong việc điều chỉnh sức khỏe của từng người. Nhà nhà luôn được nhiều điều may mắn, cùng muốn sinh sống trong anh dương an lành.
không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Chính là thông điệp đi liền với sứ mệnh thân khỏe, tâm an, trí sáng mà hơn 20 năm qua, Thầy Tâm Thành tình yêu của chúng ta đã mang phương pháp thanh lọc thân tâm qua 30 quốc gia trên toàn thế giới, đem đến cái nhìn mới mẻ về giá trị đáng quý của cơ thể, sức khỏe con người mà trước đây là luồng xem nhẹ, giúp hàng ngàn người trở thành bác sĩ cho chính mình và gia đình, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng cùng lối sống thuận tự nhiên theo quy luật vận hành của vũ trụ. Tại sao không thể sống thanh thơi an nhàn? Một đời là một dòng sông trôi mãi, giảm tham bớt lo, sống an trong hiện tại, sống hòa an với trái tim đầy lòng. 4 ngày đến với khóa thanh lọc thân tâm, tất cả học viên đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, buồn, vui, thèm ăn, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, cho đến chiến thắng bản thân vì cơ thể an yên, nhẹ vững. Mong rằng khóa thanh lọc tâm tâm sẽ lan truyền rộng rãi để nhiều người biết đến phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng sức khỏe đầy khoa học, hiệu quả cho cơ thể khỏe mạnh, trí sáng, an an. Lòng thân tâm thân thể tâm an trí sáng.